Trời ơi, con lươn nó bự nè. Ôi rồi, hai ba con lươn luôn. Trời, con nào cũng còn sống anh em ơi, bự kìa. Nhưng mà bậy lươn luôn, ba con chả bá luôn. Hết biết không, này, nè, đó, lươn nuôi nè ông anh, con này nè, thôi, rồi hên nó không ngập anh em ơi nè, hết biết kìa chứ, ôi ôi ba con chả bá luôn để lên, rồi gắn kìa kìa thấy chưa, vô rồi, ôi gắn hoành, một gắn hoành một gắn nước, nè, nè anh em, vô rồi. Cái này không là 5 con gắn anh em. Trời ơi, đã không? Đúng rồi, bực. Hai con chà bá luôn. Nè. Nè, khó thấy quá anh em. Đó. Nè, đây con này. Không thấy. Đuôi nó không à. Cũng hơi khó thấy nha quý vị. Cái nước đầu vuông nó bự. Trời ơi, con này. Trời ơi, luôn bự. Quá trời luôn rồi. Hết biết rồi anh em ơi. Hết biết rồi. Trời ơi, con luôn bự cái đuôi kìa. Cái đuôi con luôn bự. Đây Linh quay. Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Minh Khôi Vlog. Thì hôm nay tới cử đi thăm 12 cái ngục. Thì bữa vừa rồi là nước nó kém. Nay thì nước nó gồng mạnh lại rồi. Này không biết là 12 cửa ngục không biết là nó ngập không các anh chị. Thì bữa đó Linh cũng có giờ xuống số rồi đó. Nên là nay Linh tình thủ Linh đi thăm. Thì trong đây có một cái thôi. Cái này là cái của bên kia kìa. Nó không chạy Linh về qua đây nè. Linh chỉ có đem cái tụng này thôi. Cái tụng đựng với cái hai cái bao đựng thôi. Rồi. Bây giờ Linh sẽ đi vô đó lên thăm nha anh em. Linh có bán mật ong rừng. Chưa ngập anh em ơi. Rồi tim sen và những hạt sen. Cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ Linh nha. Qua số điện thoại là 0367 538 315. Rồi mũi. Quá rồi. Này, cái này Linh mới đặt nè. Rồi cái này mà nó ngập kiểu này đây. Mấy cái kia chắc ngập quá. Đây cô. Có cá nè, có cá sình nè. Thế sao vậy? Trời ơi! Cái con gì vậy? Con quái vật! Con chó! Con quái vật anh em ơi! Hết biết rồi! Đây, anh vũ nước nè. Nó chạch nước, dễ thấy nha nè. Trời, cái con cá tê gì bự dữ. Hết biết con cá tê. Anh em nghĩ con cái đầu nó nè. Trời ơi, lông thần kiếm. Đã không? Rồi để Linh đập mũi cái anh em ơi. Quá. Cắn cái tay, cắn vừa cái máy quay của Linh đó. Rồi để Linh đi vô bên kia coi. Thằng chi nó vô. Nó vô nó ăn con cá sặc đó anh em. Nãy đi quên đem theo phút mũi. Quá. Còn nào nó mập. Cái này là lát đứng đổ. Câu cá không ổn với nó. Mưa xuống là mũi nhiều rồi nè. Lương đung, con lương nuôi với con lương đồng á, nó khác xa lắm anh em. Một con lương nha anh em. Đây. Đó. Đó anh em. Rồi, để Linh tạm dừng nha. Rồi lặn lên bắt con cá trê ra. Ủa, cái con gì? Con gì nó chạy vậy? Hết, đó, kìa. Đó. Ôi ôi. Hết hồn luôn. Nè. Nó mới bắt đầu chạy như thế này nè anh em. Nè coi xem tim nó còn nè. Con gì lớn hết hồn luôn. Rồi. Rồi ngập rồi anh em ơi. Rồi luôn rồi, bữa nay coi chừng nha.
Ê, còn miếng để thở anh em ơi. Cái con gì, con gì? Con rắn chà bá luôn. Nè. Ê, ê, ê. Nè, con rắn này. Con rắn nước, màu đỏ ghê ta. Màu đỏ kìa ta, nguyên sọc đỏ luôn em. Nè. Ê. Rồi lương. Con lương còn sống rồi nè. Con rắn ngộ trời. Lần đầu tiên lên thấy con rắn này luôn á. Nó lạ lạ. Nó màu đỏ hai bên hông không à. Còn ở trên thì nó màu vàng. Này con lương đây. Này lương nè. Đó. Rồi đây lên. Lên kia coi. Rồi kia nó ngập rồi. Cỡ này nó còn thở được. Quá. Ngoài trống này còn mũi cỡ này đây. Đi từ từ anh em ơi, gốc tràm không. Rồi bữa đó tại lanh dời xuống. Ủa. Gốc tràm không anh em ơi. Nhưng còn cầm cái cây đang che lại nữa nè. Coi nè. Đừng có chạy em ơi, đừng có chạy nha. Trời ơi, đầu này nó không chạy. Nó mấy cá. Rồi, lên lên tạm dừng là đắng lên bắn lương ngay anh em. Rồi, ngập luôn rồi. Không xong rồi đã Dương ơi. Còn có cái chớp không anh? Trời ơi, con lương nó bự nè. Trời ơi, rồi hai ba con lương luôn. Trời ơi, con nào cũng còn sống anh em ơi, bự kìa. Nhưng mà bậy lương luôn. Ba con chả bá luôn. Hết biết không? Này nè, đó lương nuôi, lương nuôi nè ông anh, con này nè, thôi rồi hên không ngập anh em ơi nè, hết biết kìa chứ, ôi ôi ba con cặp bã luôn, để lên thở ra cận cảnh hơn cho anh em xem nha, đợi lên lát nha anh em, hên là nó còn có chớp nè, nó lú lên nè, nó thở được, rồi có số lên nó mai gì đâu có trời. Lương nuôi nè anh trai. Đây, đây lương nuôi đây. Cái này tổ đại lên rồi. Đó, nè. Đây, lương nuôi nè. Lương nuôi của anh đó. Còn nào không lấy rồi, biết không? Ôi, nặng lắm anh em. Này. Đã. Ghê chưa? Mũi giờ nó cắn đầy mặt lên luôn. Mình chịu tận luôn nè. Đó, cho anh em xem đó. Rồi giờ lên tạm dừng bắt ra nha. Cái đó nó hên nó còn thở được anh em. Nếu mà không còn lú đó luôn. Chắc lên xỉu luôn á. Thứ ba luôn lớn mà. Hôm nay nè, đầu này ngập thiệt luôn nè. Giái đừng chạy luôn. Giái đầu này đừng có đâu. Con nó tại lanh đi dời xuống thiệt tình chứ. Nó khô nó lội hôm quá đi rồi lên mấy cái. Hên quá anh em ơi. Hên quá. Hên quá. Không có con lương nào luôn. Hên. Rồi, lên dài cao lên nha anh em. Hên quá, cái này không có gặp anh em ơi. Mới còn miếng nè. Đây, con gì tung tung nè.
dẫn lắm. Thôi gắn ra nè, gắn lương rồi, sẽ lên tạm dừng lên bắt ra nha. Rồi lát lên này đắng á, coi cái đầu đắng á, đầu đắng còn chút xíu nữa cũng ngập anh em. Rồi đi lên tạm dừng. Đầu này được hai lương anh em, hai lương nhỏ chứ không có chốt, không có cối nè. Rồi đi lên tạm dừng lên bắt ra nha. Chưa ngập anh em ơi, tệt quá. Ê, cái đầu đắng cái con gì á, cái con gì á anh em ơi, lầm rồi cái con gì á. Ê, đây có nè, cái nào có nè, nó nghe xào xào đóng á. Rồi cá lóc chặt bá luôn. Cái chốt cũng chà bá luôn. Tưởng xào xào tương lương chứ. Cá lóc lên em. Lại này cái. Rồi máy dính nước này, đi lên lao cái nha. Hơn này cái còn gì á. Còn lại là cá lóc nữa. Còn lại là cái con nhái này. Lấy ăn nhái đó ta. Đi lên vòng qua đây. Dở gì nó dễ. Rồi nó nghịch. Lẽ là con nhái này anh em. Nhái nè. Lẽ là con nhái đó. Trời ơi con cá trê vàng. Thối cửa con cá trê vàng không? Phải không? Trang ra vàng cho Linh hiếm lắm nè. Vàng đá không? Mập u luôn. Rồi. Rồi cái tới cái theo nha nè. Giờ đi trên cỏ nè. Cái này ẩm đòi cuốn đó nè, không ngờ nó dính con lương chà bá luôn. Để lại lên em, cái loại ở đây ngắn quá nè, câu nè, câu có trê nè anh em. Có anh em nào mà giăng hồi năm rồi mà để tới năm nay luôn thì không khéo khéo là nó dướng. Anh em teo cái tụng em lên cái. Rồi chắc ăn anh em ơi. Không có gì luôn. Rồi đây là đằng kia. Phải ra đây dính con bự bự. Lội đỡ ngán anh em ơi. Ê cái này có anh em ơi. Bọt dữ lắm rồi. Bọt. Đây nè. Không, xung quanh là không có bọt mà ngay chỗ này là ngay chùm này là có bọt nè. Ê cái con rắn gì bự dữ ha. Đây nè. Chà bá luôn. Con rắn gì vậy? Trời ơi. Con rắn bung súng mà nó bự cỡ đó luôn. Cá rô. Này, rắn bung súng nó bự ghê trời. Hết biết thiệt. Bự vậy luôn nè. Gặp Linh gặp con này con thứ hai đó. Bà hổm đi với thằng đệ tử á. Đường con. Rồi, giờ để Linh rồi tới cái tiếp theo nha anh em. Cái đường này trúng lắm anh em. À, người ta bơm rồi. Cạn khô rồi. Nhưng mà chắc Linh cuốn quá. Khu này hình như là 5-6 cái vậy. Cái bị khô rồi. Thì bữa nào Linh cuốn rồi Linh đi kiếm chỗ đặt lại.
lo lên xả lúa cái rồi nó có không nên đi đặt. Khô vậy có con gì đâu, không có con gì luôn, nên để luôn nha. Chứ giờ nếu mà cuốn về cũng để nhà không, để đây nhiều khi dính dính rắn, dính ếch. Ê, có này, có. Trời ơi, con rắn này sao nó ngủ rồi, sao kỹ ta, hoặc là bị cái con gì ở nó chung cái đầu vô. Ôi, con rắn à, nó chung cái lỗ đó nó bị ngủ ngày nè. Rồi giờ nó lên bắt ra nha. Cái thứ hai đây có nha mày, có gì nhồi nhồi trơn nè. Cái này nó còn hơi nước. Trời ơi luôn, gắn vô đều qua đây. Cái này giống nó nghe tay như mày. Trời ơi, gắn trùng cho bá luôn, gắn trùng với con gắn nước. Thấy chưa anh em, lươn nữa. Ui, ui, hai con gắn, hai gắn nước nè. Con mấy ngốc khó thấy quá anh em ơi, hai con gắn nước, một gắn trung nha. Nè, gắn trung nè, chùm bá luôn, không thấy nè. Rồi con lấy rồi, lấy rồi. Giờ để lại kia coi sao. Gắn kìa, thấy chưa? Vô rồi. Ôi, gắn hoành. Một gắn hoành, một gắn nước. Nè anh em. Vô rồi. Cái này không là 5 con gắn anh em. Trời ơi, đã không? Còn lý gì có lý rồi nè. Để đây nhiều khi mày mốt chạy con gắn hoành 2-3kg luôn ấy. Ngon dữ à. Rồi, giờ đây lên thẳng lên nè. Bắt nó ra nha. Rồi tiếp theo đây anh em ơi, khô nữa quý vị ơi, cuốn ra luôn quá. Khô veo nè, có cái gì đâu. Cuốn luôn quý vị. Còn gì thì nó quậy đục, quậy đục nước luôn nè. Trời ơi, con cá lóc. Ôi, cắn nước nó bự kìa. Trời ơi, con cắn nước nó bự kìa. Con cá lóc, con rô, nè cá lóc này nè. Cá lóc chà bá luôn. Ôi, sao nó phụng mang. Ủa, gắn nó phụng mang kìa anh em. Đó. Trời ơi, nó hung kìa. Ủa gắn nước sao có đậu nó vuông anh em. Đây nè. Đó, nó góc đậu lên nó ghê chưa. Đó. Trời ơi, trời. Đó, nó bay nó đạp không hả chưa. Trời ơi, con này hung ghê ta. Mà sao gắn nước này đậu nó vuông nè. Đó. Thôi. Rồi. Rồi, cái tiếp theo nha anh em. Con lươn lớn nha anh em. Đừng con.
hai con cua. Còn cái ngay chỗ cái đồn nữa nè, đồn của Mỹ ngày xưa đó, cái đó hai chiếc không thăm rồi đó, chắc nay không thăm nữa, quá mệt rồi. Làm gì lông chim quá trời luôn em, rồi cái này quá trời lông chim luôn, trời ơi, thôi lương nữa rồi, chặt bá luôn nè em. Cái dàn quách luôn nè. Hả? Khó thấy quá kìa. Đó, dễ thấy nè. Đó, hai đầu hai con nha anh em. Cái này chạy hoài luôn, chạy lưu hoài luôn. Rồi, Linh còn hai cái ở nhà nữa anh em ơi. Chắc bỏ cái ngoài đồn ngoài quá. Khu ngoài. Bữa nào đó cuốn luôn, cái đó cuốn chắc cuốn luôn rồi quá. Về tinh thổ thăm hai cái ở nhà nữa. Rồi, Linh có đặt trong vuông của Linh nè. Cái đám rau muống này nè. Đám sen hồi xưa đó có bánh chị. Cái này gọi là đậm lầy, lâu lắm rồi. Không có khả năng lắp anh em ơi. Trời ơi, cua. Cái này Linh đặt mới được có 2 đêm thôi. Trời ơi, cua ông nội ơi. Luôn, hai con cà bá luôn nè. Nè, khó thấy quá nè. Đó. Nè, đây con nè. Không thấy đuôi nữa không à. Cũng hơi khó thấy quá gì. Thì Linh tháo ra. Thì anh em sẽ dễ xem không, rồi cái Linh mới bắt ra. Ở đây mà chịu dính là dính đường cụ không anh em. Cái này nhiên nó chỉ lên đặt nè. Đó, đó hay chưa. Anh em thấy không nè. Thấy bự không anh em. Đây. Đó. Lương nuôi nè anh em ơi. À, ông quên nữa. Lương nuôi nè ông anh ơi. Đó, đầu đó. Đó. Đó, hai con hai đầu á. Rồi, vậy nên tạm dừng là đổ ra nha anh em. Rồi, qua cái đầu bên đây coi sao anh em ơi. Ê, có con gì nhúc nhích kìa. Thằng Nhiên nó ở dưới này là lương ổ. Nó nói vậy sao hồi đó giờ anh không đặt nó. Nó có biết đâu đặt. Tính không có anh em. Cái nắm tắp này không có, Linh không có. Rồi vô nữa rồi nè, đây cô lương chào bá luôn rồi anh em, nè, đó một con nữa, vậy là cái này là được 3 con nha anh em, chói mặt trời anh em ơi, đó, 2 con cua, 3 con cua, cua vô là thấy dị ứng rồi, rồi giờ đi lên đổ gai nha anh em, còn cái góc bên đó đó. Cái góc đó cái cống anh em, cái cống qua bên cái cống bển á, qua bên cái ruộng của người ta, cái bờ nghe đó, Linh có đặt ngay đó một cái. Mình đặt cái này nè. Các con gì đó 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 dữ lắm rồi anh em thấy không, nó quá đó hết biết rồi, rồi đây nè anh em, đây nè cái cống này đó, cái cống qua bên ruộng người ta đó, và cái có cái cống xuôi lên dài lên, mình đoán ở trong này ra nè, nghiện nó lương ổ á anh không đặt rồi. Ô tôi gắt nước đầu vuông nó bự. Trời ơi, con này trời luôn bự quá trời luôn rồi, hết biết rồi anh em ơi, hết biết rồi. Ôi con luôn bự cái đuôi kìa, cái đuôi luôn bự. Thì Linh quay vô đây, Linh quay trói được trời luôn rồi.
Trời ơi, đó, đó, đó. Anh em thấy chưa, hết biết quần ăn nước chưa. Quá trời ơi, dồi. Một con lươn, một con ăn nước, chà ba nện luôn. Đây nè, lươn nè anh em ơi. Này con cắn đầu vuông nè, đó, bự ghê luôn, bự màu đỏ, con lươn nè, thấy nhà mình em ơi, đi đâu xa, ở nhà không đặt đi đâu xa hết em, nè cái cống này nè, còn hồi nãy thì đặt ngay góc đó đó, ở trong kia nhà Linh đó, những nó tấp cỡ tấp này mà anh không chịu không bắt lươn, nghĩ là không có không anh em. Tính là trong tràm. Rồi đây lên đổ ra. Rồi coi đầu này sao anh em ơi. Ôi chưa tôi thấy cua rồi. Ôi có cua rồi anh em ơi. Ui. Trời ơi, con lươn bự. Đó anh em. Nè, thấy chưa? Đó. Đã chưa anh em? Đó, cần chi đi xa anh em. Đó. Đã không? Thật biết thiệt. Nó vàng ống ánh luôn. Đi đâu xa. Linh nghĩ là có lươn lươn ở trong tàm không à. Nhờ duyên nó chỉ. Rồi, giờ để Linh đổ ra cho anh em. Rồi hồi nãy giờ Linh cũng sạn lươn ra rồi nè, sạn lươn ra rồi cá theo cá rồi gắn theo gắn, bữa nay là trúng rắn đó anh em. Còn lươn đây nè, đã không đó anh em ơi, con nào nó nấy bự 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 không, đã không nè, bự chứ không có cói anh em ơi, nói chung là gì là bự rồi, bữa nay cói nhiều nè. Ừ, cờ cỡ nhiều lắm nè, thấy không, cờ cỡ nhiều lắm. Đã không? Rồi anh em nào ăn lươn hú Linh nha. Ê cái con này sao nó đây nè anh em, con này sao bị cách đuôi vậy. À cái con này không lẽ nãy con này nó ở chung cái con rắn nãy, rắn nước nãy nè, dám lắm không ạ. Ê ê ê, đã không anh em, đây nè gắn nuôi nè ông anh ơi, ông anh vô coi coi phải gắn nuôi không, đâu quên nữa lươn nuôi không, lươn mà nó cứ gắn không à. Đó đâu anh, ông anh vô ông coi coi phải này lươn nuôi hay là lươn đồng vậy. Ê, ê, ê. Trời ơi. Còn đây là gắn đây nè, con này là trúng gắn luôn rồi. Gọi con lươn này, con này là cá, còn cá trê đá không. Ê, 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 con lươn này cá trê bự đá không anh em, cầm tay của Linh nè. Con này để gia đình anh Linh ăn, Linh không bán, nói chung là hết cá lên để cho gia đình ăn luôn anh em, cá ngon mà. Còn này lươn để Linh cân ra nha. Rồi coi cái đồ bao nhiêu, 4.4 kg anh em, 44, cái này nửa ký, nửa ký thì còn 3.9 kg lươn anh em, còn 3.9 kg lươn nha, cũng ngon rồi, cũng được, cũng im rồi. Đây là cua này, đó cua bữa nay đó anh em, còn gắn cây càng được bao nhiêu nha. Gắn này là trúng gắn rồi. Ôi yếu rồi, 3.8 kg à. 4 kg anh em. 4 kg, đúng 4 kg luôn. Thì còn 3. Còn 3.9, 3.8 này anh em. Còn 3.8 gắn. Ủa gắn gì mà nhẹ hơn lươn ta. Quá trời gắn luôn á. Nè. Thấy không? Vậy mà sao nó nhẹ hơn lươn ta? Nè. Lẽ lươn là nó chắc thịt ta. Chắc vậy quá anh em. Lương chắc thịt hơn rồi.
nó vàng nó đã gì đâu. Như này nhìn ngoài mới đã anh em ơi. Đây Linh đã cuốn về hết 6 cái nè. Đây cái này là 5 cái nè, đây cái là hết 6 cái rồi. Và chuyến sau Linh cũng phải cuốn thêm nữa. Chuyến sau cuốn hình như là 4-5 cái gì nữa. Rồi Linh để Linh xả lúa xong rồi đó. Rồi Linh kiếm chỗ Linh đi đặt lại nha. Rồi chờ Linh hẹn lại cô bác chị lại cái video sau nha.